Chào mấy chị anh chị em yêu Lan ha. Hôm nay qua đây Lan Khôi rảnh, Lan Khôi xin cập nhật cái tình hình tách âm sau 2 tháng cho anh chị tham khảo cái thành quả ha. Là chậu 4N sau khi mình tách âm nó đẻ rất là nhiều hướng. Đây là cái chậu U Vũng Tàu sau khi mình tách âm 2 tháng. Đây là thành quả, các mầm nó lên rất là mập, rất là khỏe. Mấy cái cọng củi này mình mới tách âm phía sau, bây giờ gắt đầu nhảy con lên mầm rất là đều và rất là đẹp nha anh chị. Đây là chậu hổ mang chớp. Chậu hổ mang chớp này sau khi mình tách âm nó nhảy rất là nhiều luôn, khủng khiếp mầm luôn, chi chích luôn. Để mình quay cho các bạn coi nha. Mầm lên khủng khiếp luôn. Phương pháp tách âm thì nó khá an toàn và hiệu quả so với phương pháp khác. Phương pháp này được nhiều anh chị em lựa chọn để nhân giống anh chị và các bạn. Đây, giống như chậu vàng đổi xưa đây. Sau khi mình tách âm đẻ con rất là nhiều luôn. Đây là chậu Pinus. Chậu Pinus sau khi mình tách âm, tùy những cái thân mẹ đẻ ra những cái mầm rất là khỏe, cũng cao hơn thân mẹ luôn. Nhìn mê những cái mầm rất là khỏe và rất là lực luôn. Mấy cọng này mình đã tách âm hết rồi. Đây. Này mình đã tách âm hết rồi, mỗi một mầm nó mỗi một thân mẹ nó sẽ cho ra một mầm. Cái thân này ra 2 mầm luôn nha anh chị. Đây. Thân mẹ này ra 2 mầm để mình có thể lắc lắc cho anh chị coi mình đã tách âm rồi nè. Nó ra 2 mầm luôn. Rất là khỏe. 2 mầm nó muốn bằng thân mẹ luôn. Đây là cái chậu hôm bữa mình quay cái clip tách âm cái chậu Susan đó anh chị. Đây. Sau hơn 2 tháng thì thành quả như thế này. Ra bông luôn rồi. Này, đang bông luôn. Cái thân này hôm bữa mình tách nó hết mất ngủ dưới đít. Đây. Nó hết mất ngủ. Nên nó bị con gì cắn nó hư cái mắt ngủ nè. Hư mắt ngủ giờ nó lên bông luôn. Nó không lên ra kỳ mà nó ra cái giò bông. Nè. Còn mấy thân này nó sẽ đẻ ra con này rất là khỏe và rất là lực luôn nè anh chị. Đây. Con lực khủng khiếp luôn, bằng tay cái luôn. Đây. Cực kỳ khỏe luôn. Sau khi cái cọng con này đang đứng ngọn, mình chuẩn bị tách âm ngay chỗ này để cho cọng này tiếp tục đẻ nữa anh chị. Một số mặt hoa sau khi mình tách âm nó đã cho ra bông rồi anh chị. Đây là chậu kim cương, sau khi mình tách âm nó ra 2 mầm về cho bông rất là đẹp. Đây cũng là chậu Pinus. Chậu Pinus đây đang ra bông. Sau khi mình tách âm thì nó đẻ được 3 con, từ 2 thân ban đầu được 3 con, rất là lực, cây rất là khỏe luôn.
là chậu chấp sữa. Giờ bông cũng khá là đẹp. Đây, sau khi mình tách âm thì nó vừa ra cây mà nó vừa ra bông luôn anh chị. Đây. Từ hai thân mình tách âm cho nó ra bốn thân. Thân trên đây đứng ngọn ra bông luôn. Đây là cái chậu u chớp anh chị. Đây mình cũng sau khi tách âm nó cũng đẻ con rồi sẽ ra bông luôn. Huế Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tách ra nhân giống cái chậu này ha. Chậu này sau khi mình đã tách âm thì nó đẻ con được như thế này nè mọi người. Nó lên được 4 con ha. Sau khi mình tách âm thì nó sẽ lên con như thế này. Giờ này mình đi làm không có chăm sóc thường xuyên nên cái cây nó cũng không có được ú lắm ha mọi người. Sau khi mình tách những cái cây này ra thì những cái mắt gạo hoặc là những cái mắt gối nó sẽ mọc lên tiếp. Từ một chậu này mình có thể khai thác rất là nhiều cây nha. Mình nhân giống rất là ok, Susan là một dòng rất là mắn đẻ nha mọi người. Mặt hoa rất là đẹp, giá thì lại rẻ. Bạn nào có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ mình ha, Facebook Hà Thanh Quân. Một cọng vậy khoảng tầm 3 đến 400 ngàn thôi mọi người. Cọng nhỏ thì khoảng 200 ngàn thôi. Nên mình hướng dẫn mọi người tách ra trồng ha. Về dụng cụ mình chuẩn bị thì mọi người có thể dùng cồn 70 độ hoặc là cồn 90 độ để sát khuẩn cái dụng cụ ha. Đây mình dùng dao lam. Bạn nào có điều kiện thì mình mua cái cây như thế này rồi cắt dao lam gắn vô hoặc là có thể sử dụng trực tiếp dao lam luôn ha. Sau đó mình sẽ sử dụng keo liền sẹo, keo chi ship của Mỹ ha. Hoặc là có thể sử dụng rutin. Rutin thì giá nó hơi mắc nha các bạn. Đối với mình chơi ở nhà bình dân thì mình dùng keo liền sẹo chi ship hoặc là keo Mỹ Tiến thôi. Keo Mỹ Tiến khoảng 25.000 hũ à. Cái này thì khoảng 50.000 một hũ. Trước khi tách mình dùng cồn xịt vòng vòng mấy cái gốc nha mọi người. Để sát khuẩn cái vết cắt. Hạn chế bị nhiễm khuẩn gây thúi cây nha mọi người. Các bạn đưa dao lam lại ngay cái sát chỗ cái cây và cái thân mẹ ha. Như thế này. Chúng ta lấy dao lam chúng ta ấn nhẹ nhẹ từ từ. Chú ý bộ rễ nha, hạn chế đứt rễ để cây sẽ lâu hồi phục nha các bạn. Mình quay có một tay nên thao tác nó hơi hơi chậm nha. Đấy, như thế này. Mọi người thấy ha. Vết cắt rất là ngọt ha. Đây. Này. Không bị đứt gãy ha. Cái vết thương này các bạn có thể là bôi rutin và keo liền sẹo ngay có vết thương cho thân mẹ như thế này. Các bạn cũng bôi keo luôn nha. Mùa mưa thì mình bôi keo vì nó an toàn hơn các bạn. Lần lượt mình sẽ tách hết tất cả các cây và sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng vô chậu ha. Nó cũng đơn giản thôi.